Còn bên đây là trồng rau muống không con? Hả? Bên đây là trồng rau muống nè. Đi ném vô mé đè. Ở đây mà có tổ chim cái khá là vui. Đâu cháu? Bên đây là trồng rau muống nghe hiểu. Ồ nhìn rau muống tốt ghê luôn. Nguyên một đám rau muống. Đẹp là nhiều luôn. Ở ngoài xa xa đó người ta đang xả lúa. Gió mát quá. Hơi lù lù tí. Ủa kìa. Ủa ra mày coi mẹ rút chìa khóa xe cho Hiếu, mày chưa rút hay gì á? Cây huyền thoại. Hả? Cái cây huyền thoại. Huyền thoại là cây gì? Cây huyền thoại là cây gì? Cây này. Cái cây này. Cây huyền thoại. Sao? Bự không? Hai đứa đứng kế nhau coi. Hai đứa đứng kế nhau coi. Hai đứa đứng kế nhau coi. Đó, số mấy? Số 10. Ấy lộn, số 0. Số 0 hả? Số 10. Số 7. Số 10.
Hiếu là số 1, Quy là số 0, là số 10. Rồi, còn mấy đứa kia là số 0 là 1.000. Ừ, rồi hai đứa kia nữa là 1.000. Này trái gì biết không? Hả? Cái trái ăn gì ăn mà ăn có được đâu? Ăn được không? Trái gì mà giống trái nho mà chua chua. Ăn được hả? Cái này nấu canh phải không? Để nấu canh chua không? Hái chùm về hỏi mẹ em. Hả? À, sâu không Quy? Sâu không Quy? Không có sâu. Cây sâu quá trời nè. Nhìn vậy chứ sâu nó không có bám được trái. Ừ, bám như lá, nằm lá rồi thấy không? Ủa, nằm lá gì? Hả? Nằm lá. Trái này biết luôn rồi đó. Thôi dục đi. Giống cho mập quá. Mập quá bắt cũng được. Gian ai vậy? Vùng quê thật là yên bình. Yên là yên bình. Bye bye bye. Để bữa nào đó vậy bác? Chiều rồi sắp tối rồi. Ha. Chị mơ đi. Ừ. Mới trưa đi. Ừ. Chiều khoảng sau. Chiều em đi. Bao giờ? Giờ sắp tối chiều. Tối tối chiều em đi không có độ em học tới 5 giờ tối lận. Vậy hả? Vậy mốt. Thì mai mốt em cũng học buổi chiều 3 tới 5 giờ mấy giờ vậy? Cây nhìn đẹp quá. Hello, xin mô tô. Hai con đó. Yeah, ơi. Rồi đây coi cái trứng nè. Hả? Rồi đây coi cái trứng đẹp quá. Cái gì vậy? Trứng này nè, màu hồng. Trứng trứng ốc á. Đâu phải. Có gì bắt được nè. Ừ, trứng ốc. Nè, được cái bắt. Bên đây cũng có rồi nè. Rồi mình đi về nè. Đây.